Hello, xin chào tất cả anh em. Anh test tôi còn Morisaki 860. Model ML 850 anh em. Băng bằng vít me còn đẹp nha. Dòng hai trái thay của nó có anh em. B không thay rồi, B với 2 hết rồi. 60 rồi, 60 là số lẻ thôi. B là thay thay. 1 2 3 4 5. 5 trái. 5 trái mà có sẵn hai trái đúng không? Hai trái trên trái nó ba rồi. Rồi trái kẹp trong trên đúng không? Rồi rồi. Thông số vô. Thông số là trong tầm 860. Thằng da được 900 nha anh em. Dài 2m1, mặt bằng 401, qua dao 230, lỗ 41. Điện 3 pha 220V. Bơm cặp 190 không? Đây nè, bơm cặp 90 xun. Bơm xun 190 3 đấu lập nha anh em. Con này hàng công nha, chưa sử dụng Việt Nam. Đang còn tốc độ 460. Kéo lên tự động vào dưới nha. Ra mới gạt xuống được nha anh em. Đang này là có phải là giờ đang này. Đảo chiều thân. Chưa ra cũ nữa, rất là cũ đó cũ không? Quay nữa người ta biết rồi. Đầu em đâu? Đầu em đi đây. Tiếng này là tiếng Jaguar nha. Jaguar với motor dưới nha. Đầu em số đẹp em không? 30 đã 300 chứ không? Đây là nút nguồn nha. Còn nước không? Đẩy lên. Chỉ còn thấy rõ luôn nha. Đầu rơ hai vạch lớn nha anh em. Hai vạch lớn là mắt răng nha.
Thôi, anh xin kết thúc video nha. Anh em xem video nhé, cho em xin một like cho anh em. Đang chuẩn bị test con Fuji Hàn Quốc luôn nè. Con này cái tay thuận có hầu. Giống tầm 700 nè, tay thuận có hầu nha. Chào tạm biệt anh em.